Đà Phật. Ngồi chân đảnh núi Liên Đài, tu hành tầm đạo một mai cứu đời. Lang thiên một cõi xa chân, non cao đảnh thượng thánh thơ vô cùng. Phất phơ liễu yếu lạnh lùng tầng mây, mùa xuân hứng cánh lầu đài. Lúc còn xác thịt thì tài hùng manh, bồng lai một cõi thu danh chữ đời. Cái từ tiếng cánh ta dày, nón bồng ta ở giữa cây mấy năm. Giao nãy vì thương chúng trần gian phản hồi, nghĩ mình trong sạch đã rồi, đào tiên tám thật về ngồi cõi trần. Tâm đã rờ ra ngọc thanh là hiểu ai mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh, tối về kinh cài cưỡi cánh mặt người. Xuống trần lỡ khóc lỡ cười, hát vui đào mặn vuông tròn chẳng sống. Trần đào xấu đỏ quá lông, trần gian mới rõ lòng thần tiên. Thương đời ta mơ bút nghiêng, thở than ít tiếng giải phiền lòng son. Bắt đầu cha đó lạc con, thân này thương chúng hao mòn từ đây. Minh hoàng chưa ngờ đài mây, rằm trong thái sự còn đầy gian trưng. Đò đặng chờ dẫn đến mơ mừng Chúa tôi. Thảm thương thấy sợ lắm môi, dậy đầy thay thảm
hồi mới ly dạo chơi lục tình một khi rước đưa người tục tu trì xa khơi nó chiều dương chẳng sắp dương bệnh chờ từ đây khuyên chẳng sớm liều bắp khoai cháo rau đỡ già tháng ngày cho cùng bốn đảo rằng xa tu hành chỉ chi mới là liệu may nguyện cầu đặng cõi tiền thánh lầu đài quốc vương niệm Phật nào đỡ mùi hương miễn tâm thành kính to chương cũng rằng bởi bắc non tầng quân phiên tham báo xa rằng cũng quan chánh phân cho rõ tài ba cùng nhau giành giật mớ là dầu cho có ở xa xăm cũng là gắn tớ viếng thăm dương trần ngô hành cùng các chư thần từ đây rằng chúng sanh chuông kia treo sợ chỉ mạnh chẳng lo thân phận lo rành bóp mong hiếu chung đến trần gặp Chúa mơ mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tài hiền lương đến hỏi cũng cày dở nhau. Phật chờ trắng lông nghèo giàu ai nhiều phước đức được giàu cõi tiên hổ phần thầy cũng hổ duyên sửa tâm hiền đức cõi tiên cũng rằng ta mang mình thịt
sắc trần, ra tay dân chúng được rằng bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chảy lầu đài cũng sang, lập rồi cái hội long quang đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Giang tà hồn sắc cũng tiêu, thảm thương ba tánh chính chiều ruột đau. Mặt ai tranh lần thấp cao, thương dân lệ thứ sáu sào từ đây. Chính chính bóng rơi về tay, đôi nhìn chẳng thấy xác thấy ơi hời. Thương chẳng ta cùng ráng thầy, đặng cho ba tánh liễu bời tu thân. Tu hành chẳng được đức ân, thì ta chẳng phải xác thân người đời. Pháp truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thờ tu thân. Nào là luân lý tư ăn, phải lo đền đáp xác thân mơ còn. Mà giữa đằng vuông tròn lòng dân đến hồi lầu xóm giữa cây, thương đời dân giặc say mê làm điều gian ác tham cái từ hầu hạ bên thầy, vào ra chầu trực đại mấy cũng rằng. Tuy là nương giờ non tầm, ngày sau thấy cuộc xây dần về nhờ được cầu lắm, tu hành nào đâu chùa ấm làm gì. Bây giờ bạc lộn giới trì, nửa sao lọc lại dính tì cũng chê. Chúng luôn tranh trực giữa cây đài mây, mà lo rây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đúc chỉ tài hiền lương.
chẳng than chẳng thở vì thương thấy trần. Hãy cho xong.
cầu cứu dân tổ tông, với cho ba tánh máu hồng bớt rơi. Tố cầu cha mẹ thành thơ, quốc vương thị thổ chiều mơ phát hồi. Đền nở thấy cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu phải lánh hơn men, đừng ham sắc lành lắm khoen lý mình. Là sửa cho ăn tình, tàu khác chồng vợ bố trình đừng quay. Tu cầu đức Phật Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai buổi này. Chớ tu chớ khá chạy chạy, phải cháo phải sữa nghe thầy dạy khuyên. Ra đời sinh theo khùng điên, nào ai có rõ thằng tiên là gì. Cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thầy mở mau. Chí hiền tâm đức chùi lao, ra công lọc kỹ thì tháo ra vàng. Vinh hoa chẳng màng, ra ngoài ra lực cõi thòn xa chơi. Con sông dòng nước chiều mơ, dốc lòng trả nợ nước đời cho sông. Chừng nào bốn đảo thiên cơ đạo lý để lòng mơ thôi. Chữ dinh chữ nhục mấy hồi, đến khi thất vọng làm mồi yêu tinh. Tu rèn tánh kia thành kiến phi tình chùi lao. Hiểu rồi những việc lao đao, ở cùng cô bác làm sao cho tròn. Kính yêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa lòng xóm mơ vườn. Nghinh ngang hổ màu phải trường, bà con nội ngoài già thưa mơ làng. Riền phải ở thật thà, giàu không quen biết cũng là như quen. Ở cho cha mẹ ngợi khen,
gặp người lâm nạn đua chén giúp dầm. Xác thân là cái rỗng cầm, nếu làm chẳng chọn thú hầm, sẽ thấy cho rồi nhớ nghèo mơ hay. Lễ nghi phong quá đổi thay, làm gì từ cây dương thôi, chuyện gì cũng có chuyện lai. Rèn tâm cho được thắng ngay, khỏi đó tà quỷ một mai thấy đầu. Cũng là chẳng kiến chờ Phật mới mang ý tiền. Dạy rồi cái đạo tu hiền, làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng. Cũng đừng ghéo gái có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng. Trái chính ra đường chọc ghẹo gái xinh, nửa sao mắt phải yêu tính hư mình. Sợ cho vẹn chữ nghĩa tình, dâng lời cha mẹ mà dành giá cán. Nghiêm đường chiếu lệnh cho ăn, lõng lưng can kỹ đời. Anh em đừng có đói giờ, phụ phàng dưa muối sẽ lỡ nghĩa tình. Tuy là chờ đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho người. Vô duyên chưa nói mà cười, chưa đi mà chạy hỏi người. Vô duyên lớn lên phận trái cành chiến, làm ăn thì phải làng. Phải dình dứt dòng lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ căn khoăn, tam tùng vẹn giữ lập thân buổi này. Tình duyên chẳng kiếp thì chạy, chớ đừng cãi lệnh gió mây ngoại tình. Đi thôi về cùng phải
trình công dung ngôn hành thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hết mức làm. Chớ dùng là phẳng đàn bà, dốc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng. Giàu cho mắt chữ nghèo nàn cũng là phải sửa phải sáng mớ màu. Ngôn là lời nói mặt giàu cũng cho nghiêm chỉnh mớ hầu khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng phàn nàn, thì cha với mẹ mới an tâm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chòm xóm đừng cho mất lòng. Điều nếu đã làm xong cũng dành chữ hiếu phục tòng sống thân. Dạy rồi những chuyện đức ân, phận làm cha mẹ xử phận lẽ nào. Lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chơi đừng rủa đừng cào đừng bươi. Đem lời hiền đức tốt tươi đặng mà giao quá vàng mười chẳng hơn. Cũng đừng gây gỗ dắt hờn, cho con bắt trước xa dương mơ làng. Nam mô sao chờ Di Đà, từ bi tới độ vậy mà chúng sanh. Chớ lạnh tanh chẳng ai chịu khó nếm sành thử coi. Chỉ tâm thì quá nói, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Gạch đại nó vào thì là mơ khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc ta tới, rồi tu sao kịp chiều mơ cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đâu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặc ai rèm xiêm sớm chưa chẳng màng.
trăm quan, người hung người ác tà gian cũng nhiều. Thương đời ta mau đánh liều, mong người tu tình ít nhiều cũng hay hơn. Muốn tu còn đạo chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hơn. Những người có của tiền dư, hãy nên bố thí dành tư làm gì. Sau đây nhiều chuyện ly kỳ, kể sao cho xin vậy thì dân ơi. Tại sao chẳng cúng chè soi, bởi vì chẳng thấy Phật thói ăn chè, cũng không có muốn quá quen, lầu đài sơn phết cũng là chẳng. Chớ tôi cũng chẳng có ham lầu đài, chớ tu hay ráng miệt bài, đừng cởi dắt dài, đừng nài mau lâu. Bước đều mây giói mơ hầu thấy ta, đừng theo lũ quỷ lũ ma, cung kiến nó mà nó phải ăn quen. Chết rồi cũng bất cốc khen, trong đờn lễ nhạc tới xem ít gì. Đàn nhu thì lại cũng kỳ, mắc phải chuyện gì phủ phục bình hưng, lại thêm đờn địch từng tân, đem con heo sống mà dân làm gì. Chủ gia kẻ lại người quỳ, làm chuyện gì kỳ giả dối hay không? Nếu không thì trả lời không, bằng mà có dối thì hòng sửa đi. Đời ta luôn sầu bi, học nhỏ cứ mãi làm thấy ngáo đời. Rung đồi ngắm chuyện trên trời, tình duyên ca nước dây thầu dỗ con. Đời ta cũng hiểu dân, học nhỏ mà chẳng làm tròn nghĩa